quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung vợ chồng cứng đô la giờ khóc giờ cười trong lần đầu tiên đi họp phụ huynh cho ái nữ. Su Jin, con gái đầu lòng của Đàm Thu Trang cùng một ông xã cứng đô la, là một trong những nhóc tỷ nhà sao Việt sở hữu lượng fan không thua kém bố mẹ. Từ ngày chào đời, cô bé thường xuyên được bố mẹ quay clip và chia sẻ nhiều khoảnh khắc đáng yêu trên mạng xã hội. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, cứng đô la khoe khoảnh khắc cùng bà xã lần đầu đi họp phụ huynh cho ái nữ. Đáng chú ý, nam doanh nhân khiến người hâm mộ giờ khóc giờ cười khi không ngại bóc phốt con gái. Nghe bảo các cô giáo khen con mình mà hai vợ chồng cười không ngậm được mồm luôn, không biết phải con mình không nữa vì ở nhà với ở trường sao mà khác quá. Bên dưới bình luận, cư dân mạng cũng thích thú để lại lời trêu chọc vợ chồng cứng đô la rằng ở trường là con cô giáo, về nhà là con ba nên khác biệt à, phải tin tưởng cháu nó chứ ạ. Anh không quay video cô chia sẻ cho bọn em hóng với. Qua những hình ảnh trước đây được vợ chồng cứng đô la chia sẻ, có thể thấy dù mới chỉ 3 tuổi, thế nhưng bé Su Jin luôn ghi điểm bởi độ đáng yêu và cách nói chuyện thông minh, lém lỉnh. Không chỉ vậy, nhóc tì nhà cứng đô la còn có tài chăm em cực điệu nghệ. Những đoạn clip quay lại cử chỉ nhẹ nhàng cùng cách nói chuyện của Su Jin với em trai khiến ai xem cũng thích thú. Bà xã cứng đô la không ít lần hạnh phúc và tự hào khi nói rằng đã được nhiều cô con gái 3 tuổi phụ giúp được nhiều thứ. Su Jin biết hút sữa, cho em bú bình, thích chơi cùng em, để con gái là được nhờ cả những lúc như thế này nè các bác ạ. Thấy em khóc đòi sữa là lo hút sữa cho em thay mẹ luôn, Đàm Thu Trang hào hứng khoe. Su Jin được nhận xét đúng chuẩn nhóc tì ngậm thìa vàng, khi từ nhỏ đã được ba mẹ sắm cho nguyên dàn xế hộp cực xịn với vô vàn kiểu dáng khác nhau. Ngoài ra, nhóc tì được thiết kế cả khu vui chơi riêng trong nhà hay nhiều bộ sưu tập túi sách hàng hiệu. Phong cách thời trang của Su Jin luôn được khen ngợi dù trang phục của cô bé theo nhiều cá tính khác nhau. Ngoài ra, nhóc tì được thiết kế cả khu vui chơi riêng trong nhà hay nhiều bộ sưu tập túi sách hàng hiệu. Theo dõi trang cá nhân của cứng đô la, có thể thấy anh rất cưng chiều con gái rượu. Su Jin từng được bố mua hẳn xế hộp xịn mang màu sắc phong thủy, hợp mệnh. Chiếc xe còn được đính kèm dòng chữ Chibi Su Jin Racing, cuộc đua của cô bé Su Jin, có giá hơn 2 tỷ đồng. Từ khi về chung một nhà, cứng đô la và Đàm Thu Trang đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên cạnh các con. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc về các thành viên trong gia đình nhỏ của mình. Mới đây trên trang cá nhân, bà xã cứng đô la đã đăng tải khoảnh khắc đáng yêu của ái nữ Su Jin nhà mình. Có thể thấy, con gái nhà cứng đô la, Đàm Thu Trang gây sốt với khoảnh khắc xoay người xinh hệt công chúa. Tuy nhiên, có một chi tiết khiến ai cũng phải trầm trồ, đó là mái tóc dài cực kỳ suôn mượt của cô bé. Từ bé, Su Jin đã được bố mẹ cho diện nhiều phong cách khác nhau nhưng ít khi khoe mái tóc dài. Đàm Thu Trang và cứng đô la nên duyên vợ chồng vào tháng 7 năm 2019. Hôn lễ của cặp đôi quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt tham dự. Tháng 8 năm 2020, Đàm Thu Trang sinh con gái đầu lòng Su Jin, tên thật là Tuệ San. Đầu năm 2023, đại gia đình của người đẹp chào đón thêm thiên thần nhỏ thứ hai là Su Tin. Được biết, Su Jin được nhận xét thừa hưởng nhiều đường nét của bố cứng đô la cũng như anh trai Su Beo. Su Jin được xem là ngậm thìa vàng từ khi còn nhỏ. Ngay từ khi chỉ mới vài tháng tuổi, Su Jin được bố mẹ đầu tư mạnh tay cho những món đồ hàng hiệu đắt tiền. Cứng đô la cũng thường sắm cho con gái những món đồ hiệu đắt đỏ. Cô bé thậm chí còn có hẳn một bộ sưu tập túi sách hàng hiệu. Trước ngày 14 tháng 10, cứng đô la đã đăng tải khoảnh khắc gia đình 4 người trên trang cá nhân. Trong ảnh, bốn thành viên diện trang phục đơn giản, đội nón giống nhau, cô bé Su Jin cũng liên tục bày tỏ sự thích thú, vui vẻ bằng những cử chỉ ấm áp dành cho em trai. Khung ảnh gia đình ấm áp, hạnh phúc của cả gia đình cứng đô la và Đàm Thu Trang nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.